Rồi ok, rồi con nhìn vô camera đi, con nói hello right á. Hello right á. Your name is? Right á. Your name is right á? Uh-huh. What is your name? My name is Jade. What do you want? Come over. Who come over? You. Who is you? You in your house. What's her name? Raya. Okay, can you say it again? Say Mom, I want it closer. Oh, you want it closer? Okay, you recall yourself. Say, hi Raya, I really Mom, love your movie. I really love your movie. Can you come over? Can you come over? I got everything. So Raya, are you in Facebook or something? Why, you want her Facebook? No. So why did you ask if she's on Facebook? No, I thought you were recording. Huh? Yeah, I'm recording. No. Oh, she is recording? Yeah, no. Can you say it louder? No, I can't. How much you love Raya? So much. So much? I love her videos, something. Oh, you love her videos? Can I watch her? Just stop removing. Oh, don't do that. Oh, you want me to turn on the movie now? Okay. What is the name of the movie? Raya and the Sisu Raya. Oh, Raya and the Sisu Raya? Mm-hmm. No, The Last Dragon. The Last Dragon. And it's Raya. Why you love Raya so much? Because it's a great movie. Because it's a great movie? Mm-hmm. It's a refreshing movie. It's a refreshing movie? Yeah. Oh, here's Raya. The Last Dragon. I got my belt. Oh, you got your belt no, too? No, it sticks. Oh, I see it. Yeah, you got your belt too. Oh, now you're gonna lay down and watch Raya? Yeah. Mommy, just can I hold it a little? Cô chú coi được đời chưa? Nó tự lái cái xe đó một mình nó luôn rồi. Cô chú ơi, nó lái kìa. Chồng Ngọc thì ở trong nhà, anh đang dọn dẹp chén bát. Ngọc thì trong tay Ngọc không có cầm cái gì. Nó tự động nó lái luôn cô chú ơi. Bây giờ nó trùm cái xóm này rồi. Trời ơi, mà sao hay lái xe hay quá vậy? Ôi trời ơi, trời dữ vậy. Trời ơi, giờ tự lái xe luôn. Chịu đời không thấu với con này rồi. Ôi chào ơi. Trời ơi, cái cây này gì dính màng nhện dù dữ chứ. Trời, coi kìa. Thôi, đỡ cơ còn láng, còn lạng nữa. Rồi, quanh đâu la bao. Đừng có đụng ta nghe. Rồi, có được đời không? Tự động. Hey my friend. Yeah, happy Fourth. Ai chỉ chạy xe hay vậy? Trời, ba chỉ hả? Trời ơi, chạy xe mà mặc quần pyjama nữa. À, trời đụng xe. Đấy, bậy, cái đó là bậy. Mới vừa khen mà sao giờ té hen rồi. À, bấm cái nút đó là mình đùi lùi lại hả con? Dữ quá trời luôn rồi. Rồi sao nữa, mẹ đâu có biết chạy đâu nào. Giờ mày có lên cái xiếc ra mày ngồi ra mày biết chạy. Ôi trời ơi, thụt lùi. đang suy nghĩ đi, sau này thụt lùi sao. Đảm bảo với cô chú, nó biết chạy xe trước khi nó có bằng lái. Rồi, giờ sao? Chết cha hồn. Rồi, đúng rồi, được rồi. Quá lớn. Quá dữ. Chạy đi. Con đâu ạ? À? Bấm cửa đi lên hả? Trời. Đi đâu ạ? À? Không được, đứng lên, sọt đứng lên. Đúng rồi. Rồi mặc quần pyjama. Áo thì áo ấy, còn dài thì dài bata. Rồi được đời không? Cái thời trang này dữ nè. Trời ơi, áo tay tim nữa. Quá luôn, cái phong cách này quá dữ luôn. Này hớp nè. Hớp đường phố nè. Nó gì vậy? Bấm nó ra bấm gì vậy? Tắt xe hả? Quá dữ rồi. Thôi tắt đi chứ để làm chi. Quá luôn rồi, còn mẹ thấy con vô đóng chơi hả? Không, bây giờ con lái trên cỏ đi chứ nè. Cái đường người ta để ra người ta chơi mà kệ người ta đi. Lái trên cỏ.
đúng rồi, sọt cái đó vô, safety first. Chứ để đang lái cái văng cái ầm cái té xuống sông á. Quẹo quá, ê, thụt lùi, Tui dữ, có con này là tao nói rồi. Rất đập con này quá. Hả? Tại sao? Đi cái đường khác. Quẹo qua bên đây nè, quẹo bên đây. Quẹo cái bẻ lái, thẳng bẻ lái. Thiệt chứ. Rồi. Ủa, mày coi coi. Rồi bấm ra chạy coi, bấm chạy. Nó chạy thẳng chứ, sao con chạy lùi. Rồi chạy thẳng. Rồi. Bấm ra. Rồi, you got it. Ok. You got it. Rồi chạy thẳng luôn. Đúng rồi, vô lại lại. Ngủ rồi, giờ đây ngủ rồi. Đó nghe nè, lượn coi. Trời ơi. Lãng đây. Lãng cái xe chứ ai kêu lãng cái người. Ê, coi chừng đụng mình bông. Quá dữ rồi. Biết lái xe rồi. Cái gì? À. Giờ là thích chạy xe đạp á cô chú. Hồi nãy là mới chạy xe đạp xong, dục chiếc xe đạp đó đòi lấy xe này ra chạy. Cái Ngọc chờ, Ngọc tưởng ba nó chuẩn bị ra, nó ai ngỡ hả, nó ngồi lên xe nó lái mình nó luôn cô chú. Bữa giờ là ba cái vụ lái xe này là hai cha con nó đi không, chứ Ngọc đâu có đi, Ngọc ngồi trong nhà làm việc. Nên là khi mà các bạn thấy cái video clip này là Chay biết chạy xe, là cũng là lần đầu tiên Ngọc ngồi lên video clip mà Ngọc thấy Chay biết chạy xe luôn. Trời, có nhạc luôn hả? Trời ơi, nhạc này dữ nè. Rồi, chạy qua mẹ cái coi. Wow. Đi con, lên xe. Nhưng lợi dựng tới nhà người ta, cái nhìn người ta chơi, nói chuyện vô lý thiệt. Rồi đi, quẹo. Chú, hay dữ giờ. Sụt lùi, đúng rồi. Coi chừng đụng mình bông. Dạ chay, khi mà con sụt lùi á, con phải nhìn đằng sau coi có cái gì không. Rồi tiếp tục thụt sụt lùi. Nhìn đằng sau. Cái gì ạ? Ủa chứ có cái xe đó con ngồi mà sao mẹ con ngồi được, là mẹ giúp con. Sụt lùi lại. Press. À, nhấn ga, sụt lùi lại. Cái gì vậy? Cái gì mơ màng màng vậy? Nhấn ga sụt lùi lại. Cái gì vậy? Giờ tự nhiên khóc. Tầm sàm bà đế quá. Quá tầm sàm bà đế luôn. Đói bụng không? Tao bụng về ăn thịt gà không? Gà mày làm ngon lắm. À, con muốn ăn da thịt gà hả? Trời đất ơi, đúng rồi, đi bây về mày lấy da thịt gà cho con ăn ngon lắm. Trời, hỏi ăn thịt gà không ai quanh the skin, là muốn cái da đó. Đây ha, đi về ha. Nhưng mà con phải là người lái cái xe về chứ, mẹ còn mẹ không có lái được. Cái dù những chiếc xe đạp con để mẹ còn ginh chiếc xe đạp về được, chứ còn chiếc xe này là mẹ không ginh về được. Ngồi lái. Thôi rồi, nhìn đằng sau. Coi lỡ mình có trúng cái vật gì đằng sau hay không. Back up. Sụt lùi thì chỉ nhấn cái nút sụt lùi thôi, chứ còn không có ấy gì đó. Nhấn nút sụt lùi lúc nào. Rồi bấm vô sụt lùi đây, rồi sụt lùi. Off. Rồi bấm sụt lùi. Con này rất đặc đúng không? Trời đất ơi. Rồi lên đi. Vừa dùng tay. Rồi, no seat belt, lần này no seat belt hả? Rồi. Hả? Thẳng. Bấm nút lại đúng rồi. À thẳng là có nút mà. Dữ chưa? Quá luôn rồi thôi. Chạy, coi cái xe này có lông mi này chạy. Look at the eyelashes on the car. ngon. Xe có lông mi luôn á. Đụng đi, con xuống con đụng đi. Đụng lông mi đi, đụng nhẹ thôi nha. Đó, rồi lên đi về tiếp. Đi Lamborghini này mà ăn cái đụng mấy cái chiếc xe kia, xe bình thường hoài. Mình đi Lamborghini này là mình không có đụng xe nào hết trời à. Một đường đi thẳng thôi.
quá dữ luôn, xe quá dữ luôn. Wow, trời ơi, quẹo ngọt ghê, quẹo ngọt ngay như mấy lùi vậy. Ơ trời, cái chiếc xe màu vàng đó của ai vậy ta? Hả? Ủa, cái chiếc xe màu vàng đó của ai vậy? Không biết hả? Sao mày xạo nha. Thôi đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Con ăn thôi giờ dụ nó về sao ta? Con kẹo không? Rồi đi về ăn kẹo. Không. Không hả? Trời ơi, chạy xe nè. Quéo quéo quéo. Trời ơi trời ơi, con làm mẹ sợ quá trời ơi. À, chạy trong thẳm cỏ mẹ còn khỏe hơn chứ con chạy ngoài này con mẹ sợ con đụng mấy chiếc xe kia trời chết mẹ luôn á trời ơi. Rồi quẹo ngang, quẹo ngọt như mấy lùi coi coi. Ngọc toàn là nhìn thấy hình ảnh của Ngọc trong chay không á. Trời ơi ngọt như mía lùi luôn. Á trời, dữ rồi đây. Kệ ba nó kìa. No she didn't. Oh my god, very good driver. Trời ơi con ơi, trời ơi con không 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 dính luôn hả? Quá thôi rồi, quá dữ rồi. Không, con tự động con xé cái bánh mì ra. Chay chay là giờ sáng nay nó được ăn bánh mì chấm sữa nè cô chú, sướng không cô chú? Thích nó. Không có sao con, đưa cái miệng vô. Ôi cha ơi, là bánh mì chấm sữa. Ăn đúng cái chén của Việt Nam không nè. Việt Nam chén này mẹ đem qua nè. Khoái ăn bánh mì rồi giờ cứ chế thêm cái chấm sữa vô nữa. Baby, you remember you had so many shorts from all the brands. I was about to buy you some jean shorts at Express, but you never worn jeans and now I'm like you have so many shorts. No, I need some shorts, like, because these are comfortable, but they're not professional. They're not professional, but you have them in your closet. You do so many of them before we bought all the Lululemon. I think we brought them all to Florida. No, there was no clothes in Florida. Yeah, there's clothes in Florida. There's a bunch of clothes in Florida. What are you talking about? Dip it, Jady. Ăn đi chay, chấm đi chay, chấm bánh mì, chấm sữa đi chay. Chấm sữa vô, ăn đi, đăng xem cái nào chấm bánh mì vậy. Mà con có thích ăn, con thích ăn bánh mì không là con thích ăn bánh mì chấm sữa. Giờ là cứ hỏi mà thì nói sao một ngoại lâu qua con chơi. Bữa nay nó nói là thôi để về Việt Nam chơi một ngoại. Bây giờ con muốn một ngoại qua hay là con muốn đi về Việt Nam chơi? Con muốn về Việt Nam chơi. Việt Nam chơi. Việt Nam chơi. Nó hiểu chưa? Nó hiểu về Việt Nam chơi là cái gì luôn á. Hiểu hết á. Giờ con thích ăn bánh mì không hay là ăn bánh mì chấm sữa? Hả? Không. Ăn bánh mì không hả? À? Rồi uống sữa vô luôn. Bây giờ mày đổ ra cái ly cho con uống nha. Ok. Rồi. Rồi uống đi, uống sữa vô đây. Thôi ăn bánh mì còn bánh ngọt uống hả? Không, sữa. Sữa chứ nó ngọt. Nên mày coi coi. Cái này làm ở Đài Loan đó chị. Cái này làm tại Đài Loan. Product of Taiwan. Cái này sữa này của Đài Loan nè. Sữa này cái vị của nó uống y chang như là cái sữa này mà mình pha ra vậy đó. Chay à, đừng có bỏ bánh mì xuống đất chay. Chay à, ai chơi kỳ vậy chay? Chơi kỳ vậy? Yeah, cái đó chỉ là dip thôi. Cái ống hút của chay dài dữ là chay. Nữa rồi quẹt lên đồ, rồi ăn xong đi rồi cho đi thay đồ luôn. I'm just twisting my shirt. Thôi đừng có xạo. Mẹ thấy con lao tay con chùi vô đàng hoàng. Trời ơi, hôm qua nó vẽ bức tranh đẹp lắm đâu, bức tranh nó đâu mất tiêu rồi. Vẽ công nhận. Mà đặt cho ngoại vẽ cho ngoại một bức tranh nha. Bây giờ con thích cho bà ngoại qua đây chơi hay là con thích về Việt Nam chơi? Con thích làm sao? Con thích bà ngoại qua hay con thích về Việt Nam? Trời ơi. And bring
Trời ơi, bây giờ nó thích bà ngoại qua rồi, cho Vinh Sành với ba Ly qua rồi đem kẹo với kem qua luôn ha. Dạ. Ăn nửa ô bánh mì là nghĩ ra hả? Ui cha cũng ăn được nửa ô bánh mì á. I said forgot. Sao? I said forgot. Ôi trời, chơi mà về Việt Nam cái là ngày nào cũng có cô chú qua chơi dữ lắm. Is there more bread in there? Hả? Is there more bread in there? Cũng muốn ăn nữa hả? Rồi hiểu rồi nha, bây giờ là rút ruột ăn không nè. Ừ, nhưng mà có con còn mà tại sao con lấy ổ khác? Rồi hả, mẹ mua cho con thêm dư thêm 3 ổ nữa đó. Ok. Chừng nào mà muốn ăn bánh mì là nói cho mẹ nghe không? No, I share for Vincent. Con nói share cho Vincent ăn nữa hả? Why is it taking forever? Nó bà ngoại sao lâu qua quá kìa. Nó bà ngoại sao lâu qua quá. Lâu qua quá con ha, ráng nghe nha. Nó tại sao bà ngoại taking forever? Lâu quá trời lâu không? Go to her house first. Trời chơi đen chút đi rồi qua nhà Adri. Trời Adri bữa nay lớn quá à. Adri say xin chào. Xin chào. Cô chú. Cô chú. Cái Tường cũng nói chuyện lẫn miệng cười hả Tường không? Can I share a paper? Sure. Trời ơi, can I share a paper là bạn ơi có thể cho mình mượn một cái tờ giấy được hay không đó. Adri kêu dĩ nhiên rồi. Can I push it down? Hả? Can I push it down? Yeah. Okay. Not so much. Not so much. Yeah, just a little bit. Trời, Adri chơi coi được không? Adri hỏi vậy nè. Con có thể nào mà đè cái này xuống cho nó ba cái ngồi của này được không? Được đó. Not so much, okay? Trời ơi, nay lớn quá trời đi thôi á. Nít mà không thấy nó cái nó lớn cao dễ sợ không cô chú? Nay là. Go chill. Hả? Go chill. Go chill. Go chill. Khỏe không? Nó đi, say it. Cô khỏe không? Đúng rồi, trời tự động nói cô chiếu luôn mới ghê chứ. Trời ơi, you so ready for the fourth? I make a fox. Hả? I make a fox. You make a fox? Yeah. When? Where? At school. Oh, trời ơi. Adri đi học ở trong trường mẫu giáo á, là Adri được làm cái con cổ ếch đó con. Quá đẹp luôn, beautiful. And what are you drawing? I'm not drawing. This is Jay drawing. What? This is Jay picture. What, Mom? But I just want to draw him here. À, con muốn vẽ đó thôi hả? Rồi. Share đồ chơi với bạn nghe. Adri, there's so many toys over here too. Look, there's so many toys over here too. There's a fluffy toy. Mm-hmm. I want it. À, để cho xe đồ chơi với bạn nha, không có dành với bạn nha. Lâu lâu bạn mới qua lần nha. Here Adri, look. Ooh, see this? What's that? This is Elsa bear. Elsa bear? Uh-huh. Mommy, Adri, but I think... Sao? I think the white bear. What's that? Bà ngoại mua. I think my wife buy this. Cái này là cô ơi, cái này là bà Jenny mua. Adri mà bữa cái miệng bị cái này là cái bây giờ cái này là bị sẹo ngay chỗ này rồi nè. Trời đất ơi, bị sẹo rồi. Nó sẹo theo thời gian và năm tháng rồi. Mommy, remember I break my Minnie Mouse coin picture? Đúng rồi. It was like this. Đúng rồi, con làm gãy đó, đúng rồi. Adri, there's more toys here too. Ooh. Yeah, okay, lấy đây. Rồi, để xuống, mở con này xuống. Wow. That's big. Yeah. Puppy. Mới vừa dọn cái phòng chay xong với cô chú là giờ cô chú thấy nữa. Cái phòng này là để là phải là không bao giờ dọn, tại vì dọn xong rồi lại sẽ y thinh. Đó, con chó đó, that's a puppy. What's that? It's not a puppy. No, reindeer. What's this? Ooh, that's Jay costume. JD, you want to put it on? No. Cái này là a cat noir. Mom, I lost that costume. Có. Không, đâu có lost đâu. Còn ở trong tủ kìa. A bear. Uh-huh.
Trời ơi cô chú ơi, hồi nãy mẹ với Chay đi shopping quên khoe cô chú cái này nữa. Trời ơi, tôi đi shopping mà tôi vô cái chỗ này nè, Ngọc vô cái tiệm cá sấu để Ngọc mua đồ. Nó thấy cái cái trò khoe nữa, giờ khoe nữa. Nó đi lại này vòng vòng. Trời ơi trời, tiền đâu mua? Tiền đâu mua mà nói ai buy it? Con nói là my mom bought it for me. My mom bought it for me. Đúng rồi, chứ con ở đâu tiền đâu kêu ai buy it. Trời, nó đi lại hả cô chú coi nè, để cho coi đó. Đi lại nó thấy cái đồng hồ này, nó nói mẹ đồng hồ này đẹp quá, con muốn mua đồng hồ này. Ok, lấy mua cho cái đồng hồ này để đeo thử coi vô vừa không? Hên đeo vừa cô chú. Vui quốc cho cái đồng hồ nè. Đeo đẹp lắm. Nó đeo tới cái nấc mà nó cúi luôn á cô chú nè. Rồi cuối cùng về tới nhà cởi ra, được đời không? Đó, nhà đời Chay là đồng hồ đầu tiên trong bộ sưu tập đồng hồ của Chay đó cô chú. Đó, cái căn phòng này là toàn là căn phòng gấu bông nè cô chú nè.